Xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Tôi là Nguyễn Văn Trường, hiện tại tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là ngành nuôi tôm. Tôi đang công tác và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OPS tại thị trường Phú Tân, Cà Mau. Thì buổi sáng ngày hôm nay tôi có ghé thăm nghề đâm tôm của anh Thiệm. Đây là anh Thiệm đang ở trước mặt tôi, đang chuẩn bị dời nhã để xem tôm. Thì hiện tại anh Thiệm đang thả con giống OPS. Thì hiện tại anh Thiệm ơi, được 72 chưa ta? Được 72 chưa ta? Tầm 55 ngày và hiện tại tôm về tầm 80 con. Rồi giờ mình cùng vào xem tôm của anh Thiệm phát triển như thế nào nha. Rồi đây, anh Thiệm thì anh nuôi nước xanh à. Đây có gọi axit lạc bạc đây. Đây đây là chủ ao tôm nha. Hiện tại là ao của anh là diện tích là 800 và thả mức độ là 400.000 con giống OPS. Đây con giống rất là tuyệt vời. Đây đang ruột rất là ok, chở cáo lên tỉ. Thì hiện tại cái lô giống này thì hôm bữa anh Bắc cùng với lô anh Cương thì hai anh em đều giống với đích rất là tốt. Đây, đây là hầm tròn của anh, diện tích chỉ 800. Đây anh cảm nghĩ thế nào khi thấy thấy công giống bên em cũng như thuốc bên em rất là tốt hả? Ok, giống với thuốc của OPS là ok ai? Ok, like ai? Ok, tuyệt vời đúng không? Rồi đây, quá tuyệt vời. Đây và anh đang hiện tại anh đang cho ăn thức ăn tông quay. Đây là hôm nay là anh ăn là ngày 200 kg. Hiện tại thì dưới ao nuôi này thì tầm 4 tấn tôm anh. À đây được 4 tấn. Đấy. Quá tuyệt vời. Đấy là một người nông dân nuôi rất là đỉnh. Đấy. Đấy hiện tại đó anh tỉnh bao giờ anh sang qua bên kia? 5 bữa nữa. 5 bữa nữa hả? Đấy. 5 bữa nữa anh sang tầm 150.000 hay. Quá tuyệt vời, con giống rất là ok. Gọi là good của chóp. Ok. Rồi thì hẹn tất cả quý anh chị em và các bạn ở những video tiếp theo nha. Đây, rất là tuyệt vời. Tạm biệt anh. Ok.